Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị. Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020, tổng kết 10 năm công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020 của tỉnh Cao Bằng diễn ra trong không khí tưng bừng của toàn đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 18, cùng cả nước hướng về đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Chúng cháu, những đội viên trường trung học cơ sở Hồng Giang, thay mặt cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh, vinh dự, phấn khởi về chào mừng hội nghị. Lời đầu tiên, cho phép cháu thay mặt cho các bạn thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh, xin gửi đến quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể hội nghị lời chào trân trọng nhất. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, xin thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua, thực hiện lời người dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Các phong trào thi đua đó đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, và đã để lại những dấu ấn sâu đậm qua bao công trình, bao tấm gương, bao bài ca, tác phẩm nghệ thuật sống mãi cùng năm tháng, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc ta. Cùng với cả nước, với truyền thống cách mạng bất khuất, kiên cường, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã hưởng ứng phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, cho rằng thi đua yêu nước là một phương thức lãnh đạo cách mạng, phương thức vận động quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tất cả các mặt công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua các thời kỳ. Tỉnh Cao Bằng ngày nay đã và đang trở thành một vùng đất biên cương giàu đẹp, một điểm đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài nước. Để có được những thành tựu như ngày hôm nay thì đã có rất nhiều tập thể, cá nhân là những tấm gương điển hình tiên tiến đã nỗ lực phấn đấu, cống hiến vì sự bình yên, vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Những tấm gương cao đẹp này như những bông hoa làm cho vườn hoa của cả dân tộc ta thêm rực rỡ, như những ngọn đèn, những ngôi sao sáng để soi sáng cho chúng cháu học tập và noi theo. Tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng Quang Vinh, được thừa hưởng những thành quả to lớn mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã mang lại, chúng cháu cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc, bởi chúng cháu là thế hệ vô cùng may mắn được sống trong cảnh đất nước thanh bình, được học tập vui chơi trong một môi trường lành mạnh, thân thiện, được hưởng ứng thành quả mà biết bao trí tuệ, công sức, mồ hôi xương máu của lớp lớp thế hệ đi trước đã để lại. Hội nghị lần này là dịp để chúng cháu bày tỏ sự biết ơn, ngưỡng mộ và cảm phục trước các tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Chúng cháu xin hứa sẽ luôn thi đua học tập, rèn luyện, làm theo năm điều Bác Hồ dạy, tiếp bước cha anh, phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Cuối cùng, chúng cháu xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020, tổng kết 10 năm công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020 của tỉnh Cao Bằng thành công rực rỡ. Chúng cháu xin được kính dâng lên quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị một bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn của chúng cháu. Cháu xin kính mời đại diện lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng lên đón nhận tình cảm của chúng cháu. Xin chân thành cảm ơn.